êm đềm. Từng đêm qua giấc mơ đầy tiếng cười, và cuộc sống với em luôn sáng hồng. Em đâu biết mãi hiên gần bên một đứa bé có gió trong mưa. Chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lớn một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Đời là chốn bề sâu khác chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao
bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn xuống, nhìn suốt một mối tình. Chị lắng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hó tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ mang theo vết thương sâu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, với tấm lòng y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng,
Đó là lý do của buổi tặng quà ngày hôm nay. Đến dự với buổi tặng quà, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị tài trợ, xin trân trọng giới thiệu cô Phụng, đại diện đoàn từ thiện qua sân diện, xin nhiệt liệt chào mừng. Còn toàn thể các cô chú, anh chị trong đoàn từ thiện qua sân diện. Trong chương trình thăm hỏi tặng quà ngày hôm nay, chúng tôi còn vui mừng đón tiếp các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự có mặt của 150 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo tôi xin thông qua chương trình phát quà như sau. Một, đại diện đơn vị tài trợ lên phát biểu. Hai, phát biểu của lãnh đạo ủy ban nhân xã. Ba, lãnh đạo ủy ban nhân xã trao giấy cảm ơn cho đơn vị. Bốn, tổ chức cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và phát quà. Thì tiếp theo đây xin trân trọng kính mời cô Phụng, đại diện đoàn từ thiện qua sân diện có lời. Kính thưa tất cả các đại diện của ủy ban xã Tân Hưng và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thì hôm nay là lần thứ hai là hội hoa sen của chúng tôi về đây và thăm, trước thăm bà con, sau là có phát 50 thẻ bảo hiểm cho những bà con nghèo là 150 phần quà cho những gia đình khó khăn. Và tuy là cái món quà nó không đáng giá trị bao nhiêu, nhưng đó là tấm lòng của những người hải ngoại gửi về và những người Sài Gòn chúng tôi cùng vào và đem đến đây để phát cho bà con, gọi là có một chút quà tinh thần để cùng ăn Tết với chúng tôi trong cái Tết Nguyên Đán sắp tới. Không có gì hơn, thì Phụng cũng đại diện hội xin chúc tất cả các anh chị em ở trong ban ngành ở xã của mình và bà con ở đây là có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và sung sướng, mạnh khỏe và hạnh phúc hơn. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Nhật Lý, chủ tịch ủy ban xã lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay là trong cái đoàn thực hiện bánh Tân Hưng, trước hết thì tôi cũng thay mặt cho đại biểu ủy ban rất là vui mừng được ăn nhận đón tiếp đoàn thực hiện lần thứ hai, là các cô chú các anh chị về ghé thăm Tân Hưng. Trước khi mà về ghé thăm Tân Hưng lần thứ hai này thì tôi xin mặt phép cũng sơ lược báo cáo về cái nội dung của xã nhà. Kính thưa cô chú và anh chị, cách đây một năm thì xã Tân Hưng của chúng tôi bà con thì ở đây thì các nơi về đây lập nghiệp, nói chung ra là từ Tân Hưng là một vùng căn cứ địa lập bàn, cũng có nhiều nơi để lập nghiệp. Bà con thì các xa tôi về, dân số của xã nhà thì 17.000 dân số, trong đó là những hộ nghèo mà có mặt ở tại xã Tân Hưng là 512 hộ nghèo, được sự mà hỗ trợ tận tình trong cái lần trước á, thì đến hôm nay á, thì qua cái sự mà hỗ trợ rồi những cái tình thương, những cái món quà gửi lại cho các cái cô bác, thì ở xã chúng tôi đã giảm hẳn 135 hộ là hộ nghèo vĩnh viễn, đã thoát hộ nghèo vĩnh viễn. Để không những là những cái tình thương của cô chú không, nhưng mà địa phương chúng tôi cũng hỗ trợ vốn để làm ăn, rồi hỗ trợ bò để chăn nuôi, rồi hỗ trợ sản xuất, rồi những người nào mà ta đang lát hoặc là trồng trọt thì hỗ trợ dụng cụ. Ở xã nhà chúng tôi thoát hẳn được 132 người đã thoát vĩnh viễn. Thì đến ngày này thì ở xã chúng tôi cũng còn lại là 300 mấy là hộ nghèo. Nhưng thật chất ra thì xã hội mà đôi lúc thì mình đã lo những người khác được tốt rồi, nhưng mà hoàn cảnh này nó cũng bị đát, nó cũng đập rất là một hai giờ hộ. Như vậy thì ở xã chúng tôi là cũng tận tình để làm sao mà cái số hộ nghèo càng ngày cũng càng giảm đi. Và hôm nay nữa thì trong cái bầu không khí ở xã nhà thật là vui mừng đón tiếp các cái cô chú và anh chị, là cái tình thương hầu như là gửi đến cho cái địa phương là một cái sự nỗi nhớ ấm áp như ngày nào. Nói một cách nào khác thì bà con ở đây là rất là vui mừng khi nói tới cái đoàn mà họ điều kiện của ba sen đến thì người ta rất phấn khởi. Nói thật với cô chú, tôi cũng không ngờ mới 6 giờ sáng thì tôi qua đây là bà con nó ngồi chờ từ sáng tới giờ, mặc dầu ở trong cái giấy mời á tôi cũng ghi rất rõ là 9:30 người ta 9:30 cô chú mới đến, rồi là 6 giờ người ta có mặt ở đây. Tôi nói với cô chú ở chờ như vậy là rất lâu cũng thôi, để cho bà con đây ta ngồi tới chờ. Như vậy thì tôi cũng không nghĩ gì sao mà cái tình cảm của bà con cũng nó gắn liền với cái tình cảm của đoàn. Thì cái đây là tôi cũng rất là vui mừng mà cũng khá là xúc động. Thì hôm nay thì bà con đến đây là cũng khá là đông đủ.
một lần nữa thì cho phép tôi là được thay mặt đảng ủy, cán bộ chính quyền ở đây, thay mặt các bà con nhân dân ở đây xin gửi đến tất cả các cô chú và anh chị trong đoàn từ thiện Hoa Sen cùng với gia đình con cháu người thân ở nhà mình năm nay được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và đón được một cái dịp Tết xuân năm nay là thật là vui tươi và làn tràn đầy hạnh phúc. Hết sức. Còn về cái phía sau á là cũng có mấy cái có cái đồ ngủ có, cái đồ trà phòng ho cũng có. Hôm nay là những cái tấm lòng của trong cái đoàn cũng mang đến á. Xin nói là chân thành cảm ơn các thầy cô bác. Thì cũng mong rằng á là có nhiều năm cũ thì bước đi, năm mới thì phước lợi mỗi một năm chúng ta đó cũng như vậy. Càng ngày phút này thì những cái tấm lòng yêu thương này là các mong các thầy cô bác chúng ta rất là vui tươi và vui tươi chia sẻ trong cái mùa xuân. Tình yêu cho nhau từ trong con tim.
khát khao của đất, hạnh phúc ngàn sâu, hát câu du tình mãi không phai màu. Tình yêu mãi còn cho kiếp đời thanh thang chờ mong, như ước mơ luôn dạt dào bên nhau. Và em hãy tìm trong giấc màu mênh mông tình yêu như
Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Những ánh mắt nói bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người. Trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cái nước mơ. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Những ánh mắt nói bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người. Trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Xin cho những tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Những ánh mắt nói